Thì đứa thứ hai á, thì nói thật cái này thì đúng là bộ đội pháo binh mà đánh đâu sáng đó. Thế là cuối cùng là mới được 3 tháng thì lại 4 tháng chứ nhỉ, lại thấy lực lực rồi. Trời đất ơi. Thế thì bà cụ bà mới bảo tổ sư mai đã lấy gì mà ăn mà đẻ. Cô mà cháu miền Bắc cái thì phải bàn. Mày đẻ lắm thế, mày lại chữa à? Tại chữa nữa.